Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Khi nhắc đến hai tiếng khủng long, có lẽ chúng ta cũng không hình dung được hết sự đa dạng và phong phú của nhóm động vật này. Hiện tại, sau 200 năm nghiên cứu thì các nhà cổ sinh vật học đã xác định được hơn 1.100 loài khủng long và con số này vẫn chưa dừng lại. Những con đường tiến hóa khác nhau đã khiến khủng long trở nên muôn hình muôn vẻ. Có những loài có ngoại hình đặc biệt mà chỉ cần nhìn chúng một lần, bạn sẽ nhớ mãi. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu một loài khủng long có ngoại hình độc đáo, từng thống trị một vùng đất rộng lớn cách đây 180 triệu năm. Đó là loài khủng long nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Hóa thạch khủng long hiện diện ở khắp mọi châu lục trên thế giới. Tuy nhiên, câu nói này chỉ thật sự chính xác khi người ta tìm thấy những hóa thạch khủng long đầu tiên tại Nam Cực. Đó là hóa thạch của một loài khủng long thân giáp ăn thực vật, có danh pháp khoa học là Antarctopelta oliveroi, được khám phá trên đảo James Ross vào năm 1986. Từ đây thì người ta bắt đầu đặt câu hỏi rằng, nếu đã có khủng long ăn thực vật, chắc chắn phải có khủng long ăn thịt từng hiện diện trên vùng đất ngày nay là Nam Cực chứ? Phải mất đến 5 năm sau, câu hỏi này mới được giải đáp thỏa đáng khi trong một chuyến thám hiểm cổ sinh vật học, giáo sư William Roy Hammer đã tìm thấy trong lớp đá cát kết silic thuộc hệ tầng Hansen hóa thạch của một loài khủng long chưa từng được biết tới. Lúc đó, giáo sư Hammer đang cùng nhà địa chất David Elliott khảo sát và khai quật những khu vực khác nhau tại Nam Cực nhưng cùng chia sẻ chi phí hậu cần. Thật ra thì giáo sư Hammer không hề đi tìm hóa thạch khủng long mà chỉ muốn tìm kiếm dấu vết của các động vật có xương sống cổ đại tại Nam Cực. Tuy nhiên, nhóm Elliott đã phát hiện ra vị trí của một hóa thạch bất thường ở độ cao 4.000m trên mực nước biển. Họ đã thông báo cho giáo sư Hammer và ngay lập tức, ông đến vị trí mà được nhóm Elliott đánh dấu. Hammer đã dành 3 tuần ròng rã liên tiếp để khai quật khối đá chứa hóa thạch nặng đến 2.300kg và chuyển nó về phòng nghiên cứu. Tại phòng nghiên cứu của mình thì giáo sư Hammer cùng các cộng sự đã khôi phục được hơn 100 mảnh xương hóa thạch, trong đó có những xương thuộc về một loài khủng long bí ẩn. Họ bắt tay vào nghiên cứu và mô tả lại khủng long này với nhiều hy vọng. Rốt cuộc thì công lao của các nhà nghiên cứu bỏ ra không hề bị lãng phí khi những gì họ tìm thấy chính là một loài khủng long theropod ăn thịt mới. Quan trọng hơn, đó chính là loài khủng long theropod ăn thịt đầu tiên được tìm thấy tại Nam Cực và cũng là một trong những loài theropod có niên đại sớm nhất dựa trên các giám định. Năm 1994 thì họ chính thức công bố nghiên cứu của mình cũng như danh pháp khoa học của loài khủng long này, Cryolophosaurus elliotti. Dịch ra nghĩa đen, tên chi của nó có nghĩa là khủng long mèo băng. Dựa trên đặc điểm nổi bật là chiếc mèo trên đầu cũng nơi tìm thấy là Nam Cực, nơi băng giá. Tên loài được dùng để vinh danh David Elliott, người đầu tiên đã phát hiện ra hóa thạch của nó. Hóa thạch mẫu định danh của Cryolophosaurus elliotti không hoàn chỉnh, bao gồm một phần hộp sọ, xương hàm dưới thiếu nửa trước, 9 răng hàm trên, 4 đốt sống cổ, vài chiếc xương sườn và một số đốt sống lưng, còn có cả đốt sống đuôi và các mảnh xương chi rải rác. Tuy vậy, chừng đó vẫn là đủ để các nhà cổ sinh vật học đưa ra ước tính sơ bộ về hình dạng và kích thước của con khủng long này. Theo đó, cá thể khủng long Cryolophosaurus được tìm thấy có thể dài khoảng 6-7m và nặng tầm 350-465kg. Dù không thể so sánh với những gã khổng lồ ăn thịt hàng đầu trong thời đại khủng long như T-Rex hay Spinosaurus, nhưng Cryolophosaurus vẫn là những con khủng long ăn thịt thuộc hàng lớn nhất trong thời đại của chúng. Mặt khác thì cá thể hóa thạch được xác định ở độ tuổi chưa trưởng thành, do đó kích cỡ tối đa của chi khủng long này có thể còn lớn hơn nữa. Niên đại của hóa thạch Cryolophosaurus được xác định là từ 186 đến 182 triệu năm trước, khi nó được xem là một trong những chi khủng long theropod ăn thịt cỡ lớn sớm nhất trong lịch sử. Và với thực tế, Cryolophosaurus là chi khủng long ăn thịt đầu tiên và lớn nhất được phát hiện tại Nam Cực, nhiều người đã phong cho nó danh hiệu đế vương của vùng đất Nam Cực. Tuy nhiên, nói nhiều đến mấy về Cryolophosaurus mà không nói về cái màu của chi khủng long này thì cũng như chưa nói gì. Tất nhiên là màu trên đầu không phải chỉ Cryolophosaurus mới có, còn nhiều chi khủng long khác cũng sở hữu đặc điểm này, tiêu biểu có Dilophosaurus hay Sinosaurus. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Cryolophosaurus đó là trong khi màu của các chi khác nằm dọc theo hộp sọ, thì màu của nó lại nằm ngang. Chiếc màu này tương đối mỏng và có nhiều nếp nhăn, khiến cho người ta khi nhìn vào có cảm tưởng đó là một mái tóc kiểu cách vậy. Chính vì thế, có người đã đặt biệt danh cho chi khủng long này là Elvisaurus, vì trong cái mèo của nó khá giống mái tóc của danh ca người Mỹ Elvis Presley.
Không chỉ vậy, nếu nhìn trực diện thì cái mèo của Grilophosaurus trông giống như những chiếc vương miện và vua chúa thường lùng đậu trên đầu. Điều đó càng khiến cho Grilophosaurus phù hợp với danh xưng đế vương Nam Cực mà một số người đã đặt cho nó. Theo các nhà cổ sinh vật học thì trên thực tế, chiếc mèo này có lẽ cũng chỉ để làm đẹp là chính. Nó sẽ giúp các cá thể cùng loài dễ nhận ra nhau hơn, đồng thời là đặc điểm thu hút nhau trong mùa sinh sản. Con đực có thể có mèo to và sặc sỡ hơn của con cái. Cũng có giả thuyết khác cho rằng chiếc mèo này có công dụng để đe dọa các đối thủ hoặc con mồi, nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục. Dù sao đi nữa thì chiếc mèo này cũng khiến Grilophosaurus có một vị trí độc nhất vô nhị trong những chỉ khủng long có mèo. Được gọi là đế vương Nam Cực, vậy Grilophosaurus đã thống trị lãnh thổ của mình như thế nào? Do những khám phá hóa thạch ở Nam Cực còn tương đối ít ỏi nên rất khó để phục dựng chính xác môi trường sống của Grilophosaurus, nhưng ít nhất thì chúng ta biết rằng vào thời của con khủng long này thì Nam Cực chưa phải là một vùng đất khắc nghiệt như bây giờ. Theo đó, Nam Cực của Grilophosaurus khi đó nằm xa hơn về phía bắc khoảng 1.000 km, đồng thời khí hậu chung của trái đất khi đó ấm áp hơn ngày nay, nên các nhà khoa học cho rằng Grilophosaurus thống trị một vùng đất tương đối ấm áp, dù cho nhiệt độ trung bình có thể mát mẻ hơn các vùng khác trên trái đất khi đó. Các hóa thạch thực vật cũng tương đối phong phú, cho thấy vùng đất này từng là nơi xanh tốt và thích hợp cho sự sống. Dù những phát hiện hóa thạch động vật ở Nam Cực có niên đại tương đồng với Grilophosaurus còn khá ít ỏi, nhưng người ta cũng nhìn ra sự đa dạng nhất định. Đã quý nhất hóa thạch của một loài khủng long dạng chân lằn, một loài rực long nhỏ cỡ loài quạ ngày nay, một số loài tổ tiên của động vật có vú cỡ nhỏ và một số hóa thạch khủng long chưa được định danh khác. Và khi nghiên cứu hóa thạch của Grilophosaurus, người ta tìm thấy một chiếc răng lạ, có lẽ thuộc về một con mồi đã bị Grilophosaurus tiêu thụ trước khi chết. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cá thể Grilophosaurus này khi chết đã trở thành thức ăn cho những sinh vật khác, có lẽ là của chính những đồng loại nhỏ hơn. Các dấu vết trên xương cho thấy con khủng long đã bị ăn xác, đồng thời họ cũng tìm thấy răng của một số con Grilophosaurus ở độ tuổi nhỏ hơn gần đó, không có gốc và có lẽ đã rụng ra một cách tự nhiên trong quá trình ăn xác thối. Một vấn đề độc đáo khác khi nói đến Grilophosaurus chính là việc phân loại chúng trong da phả của các loài khủng long. Grilophosaurus sở hữu những đặc điểm nguyên thủy của các loài khủng long theropod đời đầu và những đặc điểm có phần tiên tiến hơn các loài khủng long theropod sau này. Ban đầu thì người ta định xếp nó chung vào họ của Dilophosaurus hoặc vào một nhánh chị em với Dilophosaurus, nhưng những nghiên cứu gần đây đã đưa nó ra xa hơn một chút, khiến Grilophosaurus có họ hàng gần với nhánh khủng long tổ tiên của các loài chim ngày nay hơn so với Dilophosaurus. Dù sao đi nữa thì Grilophosaurus vẫn là một chi khủng long độc đáo, với ngoại hình hết sức thú vị khiến chúng ta thấy một lần là không thể nào quên. Vậy cùng hy vọng rằng, các nhà cổ sinh vật học sẽ tiếp tục có những khám phá mới về khủng long tại vùng đất Nam Cực trong tương lai, giúp chúng ta hiểu thêm nhiều điều về Grilophosaurus cũng như nơi chúng cùng sinh sống. Nếu bạn thật sự yêu thích loài khủng long này và muốn chiêm ngưỡng hóa thạch của chúng, bạn có thể trực tiếp đến với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field ở Chicago, nơi đang trưng bày hóa thạch của Grilophosaurus elioti. Còn nếu bạn không có điều kiện đến trực tiếp bảo tàng, bạn cũng có thể truy cập vào trang web của họ để trải nghiệm hóa thạch qua mô hình 3 chiều và đọc nhiều thông tin khác liên quan đến nó. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và nhấn theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.